trở nên phong phú và mạnh mẽ, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đặt nhiều những trách nhiệm khác của hôn nhân. Nhưng xin người đã dùng bình tĩnh đẩy lại tin các con, bởi vậy sức mạnh hồng thánh trao hỏi các con về ý định kết hôn của các con. Anh Dung Siêu Nhân và chị Nga Leo Phương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có ý khác của không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do ưng thuận không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương nhau và đón nhận con cái trên đất nước và giáo dục chúng theo luật của Đức Kitô và Hội Thánh không? Bởi vậy, vì các con đã xác định tinh thần cuộc sống hôn nhân thánh thiện, vậy các con hãy nói với tay nhau và nói đến sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa tỏ lòng tin thần, trợ ý sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Và xin Chúa tôn trọng phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì mọi người không được phân ly. Nào ta chung cùng Chúa, ta thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lấy được vợ hiền, số ngày sống được như nhân đôi.
Đạt đang làm vui làm chồng. Năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may ban cho người biết kính sợ Chúa, cho người chồng hay làm việc nghĩa. Dù giàu hay nghèo, lòng ông vẫn khoan khoái. Nét mặt ông luôn hớn hở, duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ. Tài quán xuyến của nàng cho ông no đủ. Vợ thông minh và ít nói là quà tặng của Chúa. Không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời. Người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi Chúa soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Chúa nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta
và đã sai con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Các con rất thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Thiên Chúa ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài nơi chúng ta nên trọn hảo. Đó là lời Chúa. Vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha của Thầy thì Thầy cũng đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt các con để các con ra đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con được tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, con lần đầu tiên con được nghe chú rể hát đắc ca. Không biết là cộng đoàn nghe chú rể hát có hay không? Nếu mà hay thì con xin cộng đoàn cho con một tràng pháo tay để chúc mừng chú rể đi. Sau thánh lễ hôm nay, xin anh trưởng các đoàn anh Thám ghi cho em vào danh sách thành viên mới của các đoàn. Và bắt đầu từ ngày mai, xin chú rể chính thức được gia nhập vào ca đoàn của giáo xứ, bởi vì chú rể hát quá hay. Còn xin công đoàn một tràng pháo tay nữa. Chú rể có đồng ý không? Không đồng ý không được chứ. Xin công đoàn một tràng pháo tay nữa. Không đồng ý không được. Là bởi vì công đoàn biết rằng là công đoàn biết rằng là chú rể hôm nay là con rể của ông Đáo ạ. Chắc là anh Thượng nhỉ. Mà anh Thượng thì tham gia ca đoàn mà hát đắc ca và đọc sách thánh suốt từ khi con thành lập hội gia trưởng. Thế thì xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho bố vợ đi. Đấy, thế này. Thế thì bố vợ thì tham gia ca đoàn rồi, cho nên là không có lý do gì mà con rể không tham gia ca đoàn nhé. Anh Nhân là từ hôm mai, từ ngày mai bắt đầu chính thức bước vào thành viên ca đoàn của ca đoàn chính của giáo xứ nha. Anh Thám ghi cho em. Tôi còn có nghĩ là anh Nhân không biết hát. Hôm nay con thấy ngồi trên tình hát quá hay. Thế mà từ khi anh ấy đi nước ngoài về mà hôm nay hát đầu tiên thì phải là quá phí. Đấy, quá phí. Thế để nói đùa cho nó vui nhá. Nhưng mà anh Nhân nhá, cố gắng tham gia cùng với bố vợ nha. Bố vợ là nhiệt tình lắm. Bố vợ là không có bỏ một ngày nào đâu. Đấy, bố vợ không có bỏ một cái ngày nào của lễ gia trưởng đâu.
cho nên đấy là bố vợ, còn chưa nói đến là bố đẻ. Ông Cố Phan hiểu không? Ông Cố Phan có tham gia không? Đang thì con đang mời ông Cố Phan là phải tham gia cho con bắn kèm đấy. Đấy. Thế nhưng mà ông Cố Phan nói rằng là con đã có thể hương rồi, tôi để thầy hương thế chân. Thế thì cũng được, không sao, nhưng mà cố gắng nhé. Nói đùa cho nó vui. Nhưng mà kính thưa cộng đoàn phục vụ, nãy con nói hỏi bà Cố Chiến, ông Cố Chiến bảo rằng là đây có phải là con đầu không, cháu đầu không? Nhưng mà các ngài nói là cháu đầu thì không phải, nhưng mà con đầu thì đúng. Đấy, thế cơ chứ. Cho nên các cụ vẫn nói rằng là con đầu cháu sớm, con đầu cháu sớm nó quan trọng lắm. Con đầu là quan trọng, con cũng thế thôi. Mặc dù là con không có lập gia đình, nhưng mà con đầu của con mà Chúa mà muốn làm linh mục thì con sướng lắm chứ. Cộng đoàn cũng cố một trận con tay chúc mừng con đi. Đấy, anh nghĩ này. Đấy. Cho nên là con đầu cháu sớm là quan trọng số 1. Con đầu cháu sớm là quan trọng số 1. Cho nên là hôm nay con cũng muốn trình bày với cộng đoàn, với lại hai bạn trẻ là con cháu của cộng đoàn chúng ta. Tất nhiên thì cộng đoàn đều biết rằng là mỗi khi mà thánh lễ cưới thì con nghĩ rằng là chắc là cộng đoàn đều biết là các cha nói gì rồi, các cha nói gì trong cái lễ cưới. Con biết chắc chắn là như vậy, là bởi vì lễ cưới thì không nói cái gì mà ngoài tình yêu. Thì cách đây mấy ngày, sáng hôm nay con gặp hai con cháu của cộng đoàn chúng ta đây. Hôm nay là ngày 15, 16 gì đấy. Con nói là phải hôm vừa rồi ngày 14, ngày mà cả nước trên toàn thế giới người ta hướng về tình yêu. Thế thì con nói các con của cộng đoàn là vậy thì các con cái ngày 14 và ngày Valentine thì các con có đi đâu không? Người ta nói là Valentine, Valentine cái gì đấy. Thì các con có đi đâu không? Thế mà các cháu nói là chúng con không đi. Là chúng con mừng quá sức. Con mừng lắm. Bởi vì các cháu nói rằng là con không đi, con ở nhà để con đọc kinh, con đọc sách thánh. Lời Chúa tôi vậy thì quá tuyệt vời này. Lại xin cộng đoàn một tràng vỗ tay nữa để chúc mừng cho hai bạn trẻ. Đấy. Cho nên con vẫn nói rằng là cái điều quan trọng nhất đối với người Kitô hữu là chúng ta phải đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Đối với chúng con là những người sống trong cái đời sống con gọi, vẫn đặt Thiên Chúa lên hàng đầu chứ. Mà nhất là cộng đoàn, rồi thì hôm nay hai bạn trẻ cũng thế, là các bạn phải để Thiên Chúa lên hàng đầu. Cho nên là hôm nay ngày lễ để các bạn tiến tới đời sống hôn nhân gia đình, thì con cũng muốn chia sẻ với hai bạn cách đặc biệt và cộng đoàn về cái tình yêu của đời sống gia đình. Cho nên là một nhà văn người ta nói thế này: để mà nói đến tình yêu thì chúng ta mất có 3 phút thôi. Nói đến tình yêu là chúng ta mất 3 phút. Nhưng mà để sống tình yêu thì chúng ta phải mất, cộng đoàn có biết mất bao nhiêu không? Cộng đoàn biết không? Anh Nhân có biết bao nhiêu không? Chị Phương biết là để sống tình yêu mất bao nhiêu không? Có biết bao nhiêu không? Cười. Đấy, thế là cười là đẹp rồi. Con chỉ thích cười thôi. Với tuổi trẻ không cười không được chứ. Đấy, cho nên là con nói rằng là một nhà văn người ta nói rằng là để mà nói đến tình yêu thì mất trong vòng 3 giây, nhưng mà để sống tình yêu thì phải mất cả cuộc đời. Đấy là nhà văn người ta nói. Còn đối với Thánh Augustino thì ngài nói như thế này: khởi đầu là tình yêu và kết thúc là tình yêu. Nhưng mà tình yêu kết thúc nó không phải là trong cái hạnh phúc, nhưng mà nó ở trong cái gì các bạn biết không? Anh Nhân với này chị Phương biết cái gì không? Thánh Augustino người nói là khởi đầu là tình yêu, kết thúc là tình yêu, nhưng mà cái mình giữ được mãi đó là cái gì? Tình yêu trong nước mắt. Tình yêu trong nước mắt. Tại sao ngài nói như vậy? Cộng đoàn biết tại sao Thánh Augustino người nói như thế không? Là bởi vì nếu như một cộng đoàn này đọc cái cuốn Tự Thuật của Thánh Augustino thì ai trong cộng đoàn chúng ta cũng biết là Thánh Augustino là một con người chắc chắn là ngài tội lỗi hơn cộng đoàn chúng ta nhiều lắm. Đến nỗi mà bà mẹ của Thánh Augustino là bà Thánh Monica phải khóc
cầu nguyện trong nước mắt để xin cho con của mình được ơn huấn cải. Và hơn 30 năm bà mẹ Monica phải theo con của mình để cầu nguyện, rốt cuộc thì Ngài đã được ơn huấn cải. Cho nên là Ngài đã đúc kết được một cái câu như vậy thì con nghĩ là không phải đơn giản. Cho nên tình yêu không chỉ là khởi đầu bằng nụ cười, nhưng mà tình yêu phải được kết thúc bằng nước mắt. Đấy mới là quan trọng. Nhưng mà tạ ơn Chúa là bởi vì khi mà nói đến tình yêu á, thì đối với cái ngôn ngữ của Việt Nam thì nó phong phú lắm. Con thì con không có sống trong cái đời sống hôn nhân gia đình. Thế thì có nhiều người nói rằng là các cha chẳng có sống, các cha các thầy không sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Mà lại nói về cái tình hôn nhân gia đình thì có một cái điều gì đấy nó hơn bị khập khiễng. Nhưng mà bản thân con thì khập khiễng thật. Suốt từ khi mà con chuẩn bị lễ cưới cho anh Nhân với chị Phương này là con chuẩn bị kỹ lắm. Con chuẩn bị rất là kỹ, em cũng đang biết kỹ làm sao. Là bởi vì nếu mà không chuẩn bị kỹ thì đấy, thầy Hương nhà, thầy cười cũng chết. Suy cho nên là con chuẩn bị kỹ lắm chứ. Thế nhưng mà khi con mà suy niệm thì con nghĩ rằng là thế này. Con suy niệm để sống trong cái đời sống hôn nhân gia đình thì lễ cưới nào cũng nói về tình yêu. Mà trong các bài đọc hôm nay mà con hướng đến cho anh Nhân với lại chị Phương cũng là tình yêu. Rồi thì cái bài đọc tin mừng thì con cũng nói về tình yêu. Cho nên là cái ngôn ngữ của Việt Nam khi mà nói về tình yêu thì nó phong phú lắm. Nếu như bây giờ mà mình thích một người nào đó thì mình nói mà làm sao? Tôi mến bạn cũng là tình yêu. Rồi mình quý một người nào đó, mình nói là tôi thích bạn cũng là tình yêu. Rồi thì cái tình yêu này nó không chỉ dừng lại ở cái bên ngoài, nhưng mà nó còn tận sâu thẳm ở cái bên trong. Thế thì cộng đoàn nói rằng là nhà thương. Tại sao người ta gọi là nhà thương? Nhà thương là cái gì? Nhà thương là một cái nhà mà để cho chúng ta ở nơi đó. Và khi chúng ta ở nơi đó thì có những người chăm sóc chúng ta, thì người ta gọi là nhà thương. Nhưng mà đối với miền Bắc chúng ta thì nói nhà thương thì đơn giản. Nhưng mà còn đối với người miền Nam thì người ta nói nhà thương là cái nhà gì cộng đoàn biết không? Đó chính là bệnh viện. Thế thì con nghĩ rằng là không ai trong chúng ta, kể cả con, cũng không bao giờ mong muốn mình ở trong cái bệnh viện đâu. Nhưng mà mình lại muốn được ở trong cái nhà thương. Là bởi vì cái nhà thương đó để mình dành cái tình cảm cho nhau. Rồi thì ở trong cái nhà thương đó để mình giúp đỡ nhau, để mình nâng đỡ nhau. Nhất là chúng ta là những người có đức tin, có người có đức tin. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng con là những người sống trong đời sống ơn gọi, nhưng mà lại chia sẻ về cái tình yêu trong đời sống gia đình, thì liệu nó có một cái gì nó khập khiễng hay không? Thì chắc chắn là nó có một cái gì đấy nó không ổn. Nhưng mà chúng con theo giáo huấn của giáo hội, bởi vì cộng đoàn được biết rằng là mọi hoạt động, mọi sinh hoạt của cộng đoàn chúng ta đều phải quy hướng về giáo hội. Và ở nơi giáo hội đấy thì có sự hiện diện của Thiên Chúa. Mà cái điều quan trọng nhất của người Kitô hữu là phải có sự hiện diện của Thiên Chúa. Còn nếu như mà chúng ta sống mà không có sự hiện diện của Thiên Chúa thì chẳng khác gì chúng ta sống nó vô kỷ luật. Vô kỷ luật. Mà vô kỷ luật thì không được. Cho nên là đời sống gia đình cũng như đời sống ơn gọi, tu trì là hai cái khía cạnh mà tất cả đều được Thiên Chúa chúc phúc. Cho nên là hôm nay anh Giuse Nhân và chị Maria Phương quyết định tiến tới đời sống hôn nhân gia đình. Đây là một hồng ân. Con nói là một hồng ân là bởi vì Thiên Chúa muốn cho chúng ta là phải cộng tác với Thiên Chúa trong vấn đề là sinh sản, dạy dỗ và hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin. Cho nên là con nói rằng là con đầu cháu sớm. Nãy con hỏi ông cố thì ông cố nói rằng là
các cháu thì nhiều, nhưng mà con hỏi ông cố khoan ấy, thì đây là con đầu, mà ông thượng thì cũng là con đầu. Cho nên là con đầu là cái hoa quả đầu tiên mà mình phải dâng lên cho Thiên Chúa. Thế thì bố mẹ đã dâng con cái cho Thiên Chúa thì đến phiên con cái cũng phải sống làm sao đó để xứng đáng là cái hồng ân mà bố mẹ dâng lên cho Thiên Chúa. Tuy nhiên thì trong cái đời sống hôn nhân gia đình thì chắc chắn đối với con là những người đi tu thì nó cũng khó khăn trong đời sống hôn nhân. Nhưng mà còn đặc biệt là quý ông bà anh chị em ở đây thì con nghĩ rằng là chúng ta đang sống, đại đa số trong đang sống trong cái đời sống hôn nhân gia đình thì chúng ta thừa biết nó có những khó khăn của nó. Không phải lúc nào nó cũng bình an đâu, nhưng mà tất cả những khó khăn đấy thì theo lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, Ngài nói rằng cái ưu tư của anh em chính là ưu tư của chúng tôi, và cái lo lắng của anh em cũng chính là lo lắng của chúng tôi, những người làm công việc đi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Vì vậy kính thưa cộng đoàn, hôm nay con cháu của chúng ta bước vào đời sống hôn nhân gia đình, con nghĩ chắc chắn cũng không thiếu gì những khó khăn. Cho nên là cộng đoàn chúng ta biết rằng là hai câu chuyện nổi tiếng trong tin mừng, nổi tiếng trong tin mừng. Thứ nhất thì cộng đoàn biết trong tiệc cưới Cana. Tiệc cưới Cana là một tiệc cưới mà đầu tiên Chúa Giêsu Ngài thực hiện đúng cái vai trò và trách nhiệm của Ngài. Cho nên là tiệc cưới Cana, cộng đoàn biết ở nơi tiệc cưới Cana gia chủ gặp khó khăn. Cộng đoàn biết là trong tin mừng tường thuật khó khăn gì cộng đoàn biết không? Chắc chắn là cộng đoàn biết. Cộng đoàn biết là khó khăn cái gì? Hết rượu. Đúng rồi, các anh thanh niên ở đây là nói hết rượu. Con nói đúng là hết rượu. Mà như hồi nãy con ở trong cái bữa tiệc của gia đình, con nói nếu như mà cái tiệc mừng mà hết rượu thì nó sẽ mất vui. Mà cái rượu ở đây không phải chỉ là cái rượu mà dùng để cho chúng ta uống cho nó say, không phải. Nhưng mà cái rượu đó là cái rượu, cái men để làm gì? Để dậy lên cái men của tình yêu, dậy lên cái men của tình tương thân tương ái. Cho nên là trong từ cái Cana, cộng đoàn biết có một người đã quan tâm, đã nhớ đến gia chủ. Cộng đoàn biết là ai? Đó chính là Đức Maria. Đức Maria trong tin mừng không có nói Đức Mẹ uống rượu nhé. Cộng đoàn biết trong tin mừng không có trình thuật Đức Mẹ uống rượu, nhưng mà Đức Mẹ lại biết rằng người ta hết rượu. Cho nên là Đức Mẹ mới nói với Đức Giêsu con của mình rằng là người ta hết rượu rồi, người ta hết rượu rồi. Vì vậy cho nên là cộng đoàn phải biết rằng là cái lời cầu xin của Đức Mẹ với con của mình chính là một cái lời để giúp cho gia chủ đỡ bớt khó khăn. Và tại sao gia chủ đỡ bớt khó khăn? Là bởi vì gia chủ mời Đức Mẹ, mời Chúa Giêsu và mời các tông đồ đến để chia sẻ cái niềm vui. Và đang khi trong cái niềm vui thì hết rượu, nhưng mà có Chúa, có Đức Mẹ, có các tông đồ thì tất cả những khó khăn đó sẽ được giải quyết. Cho nên là hôm nay con cũng muốn nói với cộng đoàn, và đặc biệt cách riêng là nói với anh Giuse Nhân và chị Maria Phương, ngày hôm nay bước vào đời sống hôn nhân gia đình, các bạn gặp khó khăn, các bạn phải mời Chúa, mời Đức Mẹ, mời các tông đồ của Ngài, là những người đang kế tiếp vai trò rao giảng tin mừng. Và một khi có sự hiện diện của Chúa, của Đức Mẹ và của các tông đồ thì mọi khó khăn cũng sẽ được tan biến. Đấy là ý thứ nhất con muốn nói với hai bạn trẻ. Và ý thứ hai trong tin mừng cộng đoàn, chúng ta thấy có một câu chuyện mà nổi tiếng về cái sự bất trung thành, về cái sự ngoại tình. Thì các bạn có biết là trong tin mừng nói đến cái vấn đề mà ngoại tình thì các bạn biết là ai rồi. Trong tin mừng Chúa Giêsu Ngài đã nói có một cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Tại sao nói là ngoại tình? Ngoại tình là cái tình mà bên ngoài cái đời sống gia đình thì nó là ngoại tình. Và ngoại tình ngày hôm nay con nghĩ là nó có nhiều cách thức lắm, có nhiều cách thức.
hai vợ chồng mà không tìm được cái ý chung thì tự nhiên nó là ngoại tình. Và khi hai vợ chồng mà không gặp gỡ được một cái điểm chung thì nó là ngoại tình. Ngoại tình không phải là ngoại tình về thân xác, nhưng mà ngoại tình về từ trong cái tư tưởng, về từ trong cái tư tưởng. Cho nên là con muốn nói với cộng đoàn rằng là tất cả cộng đoàn chúng ta đang hiện diện ở đây, đa số là những người đang sống trong cái đời sống hôn nhân gia đình. Một cái giai đoạn nào đó, một lúc nào đó, nếu như mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta cũng đang đi vào cái ngoại tình. Nhưng mà cộng đoàn biết rằng là khi mà những người luật sĩ, những người pha-ri-siêu đưa một cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình ở trong cái bối cảnh nào, cũng là đều biết đó là trong cái bối cảnh mà Đức Giê-xu ngài đến ở đền thờ. Mà cộng đoàn biết được đền thờ thì có anh không? Chắc chắn đền thờ là chỉ một mình Thiên Chúa tụi tôi. Cho nên là khi mà người ta bắt cái chị phụ nữ này quả tang phạm tội ngoại tình đưa đến đền thờ thì một cách nào đó người ta muốn rằng là phải có sự đồng hành của Thiên Chúa. Và kết quả của cái người phụ nữ này đó là được gặp gỡ Đức Giê-xu Kitô. Cho nên là hôm nay con muốn nói với hai bạn trẻ trong cộng đoàn của chúng ta, cái chị phụ nữ phạm cái tội ngoại tình, nếu mà theo luật của Mô-xê là cái luật là phải ném đá cho đến chết, nhưng mà chị ta gặp được Thiên Chúa, gặp được Đức Giê-xu Kitô thì đấy chính là cái lúc mà chị được sự tha thứ, được sự tha thứ. Cho nên hôm nay bạn Du Xê Nhân và chị Maria Phương bước vào đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình, con nói đây là một ơn gọi cao trọng. Tất nhiên ơn gọi cao trọng nhất là ơn gọi dâng hiến cho Thiên Chúa, nhưng mà ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình cũng là một ơn gọi cao trọng, là bởi vì hai anh chị được cộng tác với Thiên Chúa trong cái vấn đề sinh sản này, dạy dỗ này, đặc biệt là giáo dục con cái trong đức tin. Cho nên là cũng như cái dụ, không phải là dụ ngôn mà là cái câu chuyện mà người ta đưa cái chị phụ nữ phạm tội ngoại tình đến để hỏi Chúa Giê-xu rằng là nếu mà theo luật thì chị này phải ném đá cho đến chết. Nhưng mà có sự hiện diện của Thiên Chúa, có sự hiện diện của Chúa Giê-xu thì tất cả mọi vấn đề được giải quyết. Và cuối cùng thì Chúa nói với cái chị đấy rằng là tội lỗi con đã được tha, các con hãy về và đừng phạm tội nữa. Và trong các ông ai là người không có tội thì cứ cầm viên đá mà ném cho chị này đi. Thế thì kính thưa cộng đoàn, đứng trước một cái thách đố về đời sống hôn nhân gia đình, con nghĩ cách này cách khác, chúng ta không chỉ phạm tội ngoại tình bằng cái vấn đề thể xác, nhưng mà có một cái giai đoạn nào đó mà hai vợ chồng không tìm ra được một cái ý chung, tức là hai vợ chồng không tìm được một cái sự hòa hợp, thì đấy chính là lúc hai người đang ngoại tình. Ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình trong lời nói và ngoại tình trong hành động. Nhưng mà tất cả các cái vấn đề đó thì chúng ta biết là có Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng ai trong các ông không phạm tội thì cứ lên án chị ấy đi. Thế thì hôm nay những người con cháu của cộng đoàn chúng ta bước vào đời sống hôn nhân gia đình là một cái đời sống mà được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Chúa. Cho nên là từ hôm nay hai bạn không phải là chị anh Nhân và chị Phương, nhưng mà có thể nói rằng là anh Nhân và chị Phương trở nên một. Cho nên là cái câu Việt Nam con vẫn thích, người ta vẫn nói rằng là tại sao người ta nói rằng là mỉ ơi, anh Nhân mới nói chị Phương mai mốt là hai người xuống chung với nhau, không nói là Phương ơi em ơi, nhưng mà nói là mình ơi. Mình ơi là tại sao nói là mình ơi? Là bởi vì mình ơi là nó trở nên một rồi thì mình mới nói được như thế. Mà chị Phương cũng nói rằng là mình ơi. Đấy, đấy là cái điều quan trọng. Mà sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly.
cho nên ngay đầu lễ con mới nói với cậu nàng để nói cái lời yêu thương thì chỉ cần 3 giây, nhưng mà để sống cái tình yêu đó thì phải mất cả cuộc đời. Cho nên là hôm nay anh Nhân nói với chị Phương, anh yêu em, con nghĩ không mất đến 3 giây mà chỉ mất đến nửa giây, nhưng mà xin anh Nhân phải sống cái lời mà anh Nhân nói với chị Phương ngày hôm nay, cũng như là chị Phương nói với anh Nhân ngày hôm nay, đấy mới là điều quan trọng. Mà tất cả mọi sự chúng ta phải quy hướng về Thiên Chúa. Cho nên là cộng đàn đều biết rằng là khi mà Chúa Giêsu Kitô ngài xuống thế là người này, ngài nói nhiều, ngài rao giảng nhiều, nhưng mà cộng đàn nhớ cho con một điều, đó là ngài chỉ nói duy nhất một câu, duy nhất một câu, đó là câu gì? Chị Phương anh Nhân biết, anh em hãy yêu thương nhau. Và khi chúng ta nói được cái câu anh em hãy yêu thương nhau là chúng ta đạt được một cái mục đích cuối cùng, đó là hạnh phúc nước trời. Và vì thế hôm nay đương nhiên không phải là anh Nhân và chị Phương tự ý đến với nhau đâu. Bên ngoài người ta nói là cái duyên, nhưng mà con nói đối với người tín hữu của chúng ta, đối với những người có đức tin thì nó không phải là ở cái duyên, nhưng mà nó ở cái sự kết hợp của Thiên Chúa. Và như vậy thì cộng đoàn thấy rằng là tất cả đời sống hôn nhân gia đình trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta với gần 200 hộ gia đình thì đương nhiên không phải là do ý mình, nhưng mà một cách nào đấy là do ý muốn của Thiên Chúa. Và bởi vì do ý muốn của Thiên Chúa cho nên là chúng ta phải sống xứng đáng với ơn mà Thiên Chúa ban. Cho nên là trong thánh lễ ngày hôm nay, Chúa đã kết hợp những người con, những người cháu, những người anh em trong cộng đoàn của giáo xứ chúng ta thành một gia đình mới, thì chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về cái điều đó. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho các con, các cháu, các anh em của chúng ta luôn giữ mãi được cái tình yêu mà hôm nay đã thề ước với nhau và chung sống với nhau cho đến trọn đời. Là bởi vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Xin Chúa chúc lành cho hôn nhân của hai bạn và xin. Các con thân mến, các con đến nhà thờ để muốn kết hôn của các con được Thiên Chúa củng cố một sống ấm tin lành. Trước mặt từ tay bên bộ đồng hành và cộng đoàn, Đức Kitô sẽ cầu thay ban phúc lành cho tình yêu phong phú của các con. Và dù kỳ tích đặc biệt mà làm cho các con được trở nên phong phú và mạnh mẽ, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đặt niềm tin trách nhiệm các cuộc hôn nhân như chính người đã dùng kỳ tích đẩy mãi tin các con. Bởi vậy trước mặt hồng thánh trao hỏi các con về ý định kết hôn của các con. Anh Dung Siêu Nhân và chị Nga Leo Phương, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có ý nghĩa của cậu. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do ưng thuận không? Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương nhau và đón nhận con cái trên đất mẹ và giáo tổ chúng theo luật của Đức Kitô và Hội Thánh không? Bởi vậy vì các con đã xác định thiên là một dấu hôn nhân thánh thiện, vậy các con hãy nói với tay nhau và nói đến sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Sẽ tự động chuẩn bị với anh khi bị vợ cũng như ông gia đình.
gì Thiên Chúa đã phối hợp thì mọi người không được phân ly. Nào ta chung cùng Chúa, ta Chúa. Xin Chúa ban phúc này cho những chiến nhân cưới này và các con sẽ trao cho nhau để làm dấu chỉ tình yêu của lòng chung thủy. Được khỏe mạnh và
Thank you.
Thank you.
thực hiện nhân phẩm giao thông thánh bằng lý tình hình và nó đến Chúa được bản tập tương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền ban cho ta sáng ra ngoài cả đời hư vô, và sau khi sáng tạo công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh của Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trần đáo tất cả phân nhi là đời nữ, để họ không còn là nam mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân nhi điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa từng bầu nhiệm cao cả và thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân được báo trước ý thích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho giáo hội Chúa thiết lập khởi đầu này do cường phụ này là một ngày duy nhất đã không bị mà do tổ nguyên tổ lẫn bản thân đại đồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôn thờ Chúa tay đã lên nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc này của Chúa. Xin tổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôn tớ Chúa để nhờ có tình yêu Chúa nhân mà trong tâm hồn các tôn tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ của Chúa tại chị Maria Phương được ơn biết sống yêu thương tuần mà luôn noi gương các thánh nữ được tán thương trong kinh thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, xin nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng và chứng tình yêu đã khi tôi yêu thương một thánh. Vậy giờ đây này Chúa, cho con nàng xin Chúa cho các tôn tớ của Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa và nhờ chung thể hợp nhất với nhau họ nên vui đời sống vẹn toàn, nhờ sức mạnh tin họ nên nhân chứng lúc lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ thiên thần để cả hai được nhận thấy con cái trong tay và sau cùng khi đặt tới tuổi già mau chóng và được về đường trời rồi cuộc sống của những người được phúc được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây xin Chúa, đây ân xóa tội trần gian, phúc trai được mời.